Anh ơi, ngày mùng 1 tháng 7 không được vay mua đất chưa hình thành trong tương lai thì giờ có nên mua đất chung cư không ạ? Cái thứ nhất là cái việc không được mua đất hình thành trong tương lai, đó là trước đây là chúng ta đã có cái chương trình đấy rồi. Trước đây chúng ta cũng đâu có, nếu như chúng ta chưa làm xong cái phần gọi là hạ tầng như là phần mỏng thì chúng ta không thể nào nhận cái tiền trước, bởi vì trước là chúng ta thường hay có những cái kiểu dự án mà gọi vốn một cách là chưa hoàn thiện hồ sơ, chưa hoàn thiện mặt bằng, chưa hoàn thiện giấy phép thì đã được bán, và chính kiểu đấy thì đã mang lại cho nhà đầu tư rất nhiều rủi ro. Vì vậy thì bây giờ nếu như không được vay những cái đất chưa hình thành trong tương lai thì hiện nay những cái đất chưa hình thành trong tương lai cũng không được bán nha bạn. Chứ không những là vay mà cũng không được bán, ví dụ như chưa đủ điều kiện với cái việc là làm phần mỏng, mà nếu làm xong phần mỏng thì cũng không được nhận tiền cọc quá 30%, quá 10% hay là 5%, gia đình vừa cũ là 30%, nhưng mới hình như là không quá 10% hay là 5% gì đấy. Hôm trước Đình có chia sẻ một cái video nào đấy mà hôm nay Đình quên rồi, thì phải xem lại cái việc đó. Nên cái việc nếu bạn nói là bây giờ còn nên vay để bạn mua ngay bây giờ, thì nếu như bạn nghĩ như vậy thì bạn không vội gì bạn phải mua cái loại đất dự án mà không hình chưa hình thành trong tương lai. Bởi vì bản chất của nó là ngân hàng nó không đồng ý cho vay những cái dự án mà chưa đầy đủ pháp lý, chưa xây xong hạ tầng, làm cho cái việc là luôn luôn rủi ro từ cái nhà đầu tư, từ ngân hàng. Vì vậy sau này những dự án nào mà được ngân hàng bảo lãnh thì dự án đấy đủ điều kiện để được bán. Còn những dự án mà chưa hình thành trong tương lai thì không đủ điều kiện thì ngay bây giờ cũng không vay được, chứ đừng nói là chờ đến ngày mùng 1 tháng 7. Đó là một cái bạn phải chú ý cái việc đó. Cái việc thứ hai là lời khuyên của Đình là không nên vay những cái tài sản bất động sản, những cái loại dự án mà góp vốn vào khi chưa đủ điều kiện để bán. Bởi vì lựa chọn như thế nào thì mình sẽ ra kết quả đó. Mình là người có, nhà đầu tư có quyền quyết định, có quyền lựa chọn, có quyền làm sao để đảm bảo cái tài sản của mình. Bởi vì lúc mình đã ký bút vào đó thì đồng nghĩa với việc là mình phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đến đó. Gọi là bút xá thì gà chết. Vậy thì bạn phải chú ý rằng nếu ngân hàng đã không đồng ý thì hiện giờ bạn có vay thì bạn cũng không mua được, vì cũng không ai đồng ý cho bạn là mua nhà hình thành trong tương lai với thời điểm này khi chưa có xong phần pháp lý, chưa xong phần mỏng, thì bạn phải chú ý việc này. Cái thứ hai là bạn là Lư Nguyễn là anh chia sẻ cách dùng đòn bẩy tài chính với để chúng ta dùng được cái đòn bẩy tài chính, nếu là nó sẽ trở thành con dao hai lưỡi. Cái thứ nhất, để dùng đòn bẩy tài chính, nếu như dùng khoảng tầm đâu đấy hơn một năm trước hoặc là gần hai năm trước thì bây giờ coi như là về con số 0. Tức là nếu bất động sản nó giảm và lãi suất ngày nào cũng phải trả, tháng nào cũng phải trả, thì đó là một trong những cái điều mà chúng ta dùng. Thì nếu không chọn được những cái sản phẩm bất động sản nó tốt thì đồng nghĩa với việc là mình tự sát. Cái thứ hai, trong dùng đòn bẩy tài chính như thời điểm này là thời điểm thích hợp để dùng đòn bẩy tài chính, nhưng phải đầu tư dài hạn, không có định lượt sóng. Cái thứ hai là những cái bất động sản đó bắt buộc phải có dòng tiền để chi trả ít nhất là 5% tiền, 50% cái tiền lãi suất mà mình muốn đầu tư lên đó, hoặc dòng tiền của mình phải cực kỳ khỏe. Ví dụ như bây giờ bạn vay 10 tỷ để bạn đầu tư, mà trong 10 tỷ đó bạn mua một căn nhà hoặc một dãy trọ hoặc một nhà nghỉ hoặc một khách sạn thì bạn phải cho thuê một tháng đâu đấy được 30 đến 40 triệu cho một tháng, và hàng tháng bạn phải bù vào khoảng 40 triệu nữa. Bởi vì 10 tỷ thời điểm này nếu bạn vay được rẻ thì cũng 0,7, mà vay không thì phải 0,8. Như vậy thì một tháng mất 80 triệu, mà nếu cho thuê được một tháng 30 đến 40 triệu thì chúng ta chỉ cần bỏ ra 40 triệu. Và khi 40 triệu trong vòng 3 đến 4 năm, 5 năm, cái tài sản đấy nó lên đâu đấy khoảng 14 triệu. Như vậy hàng tháng chúng ta đã phải bỏ thêm đâu đấy rằng là, đấy là Đình đáng nói là chúng ta vay 100% nha.
Thì khi đã đẩy chúng ta hàng tháng chúng ta cần phải bỏ thêm là một năm 600 triệu, mà 6 năm 30 là thành 13 tỷ. Nếu chúng ta bán 15 tỷ thì cái việc chúng ta trả hàng tháng 40 triệu thêm với thu tiền cho thuê đẩy 40 triệu thì sau 3 năm chúng ta mà bán được 15 tỷ thì chúng ta không bỏ đồng nào và hàng tháng bỏ ra 40 triệu mà lời đưa ra được 2 tỷ. Như vậy đó là một cái điều tuyệt vời. Hiện nay nếu biết dùng đòn bẩy giỏi thì đó là một cách. Cái cách thứ hai đấy là chúng ta đầu tư dùng đòn bẩy theo lại vốn không có dòng tiền. Ví dụ như bây giờ chúng ta mua một cái khu đất là đâu đấy khoảng 10 tỷ mà chúng ta đã có 3 đến 5 tỷ. Bởi vì thường cái đất mà không có dòng tiền thì rất khó vay cái tài sản đấy 100% tiền. Ví dụ như là có 10 tỷ rồi, 3 tỷ rồi, bây giờ vay 7 tỷ thì hàng tháng không có đồng nào cả và hàng tháng mình phải trả đâu đấy khoảng tầm đình tạm tính như là 1 phẩy cho nó dễ tính thì hàng tháng phải mất đâu đấy là 70 tỷ, 70 triệu cho 7 tỷ và một năm chúng ta mất 840 triệu và 3 năm thì chúng ta mất đâu đấy là 8324 là đâu đấy là khoảng tầm là 2 tỷ 520 triệu. Và khi chúng ta bỏ 2 tỷ 520 triệu mà sau 3 năm nếu chúng ta bán được 15 tỷ thì chúng ta đã lời được 3 tỷ 2 tỷ 8, chúng ta lời được 1 tỷ 8. Thì đó là một cái cách. Nhưng nếu 1 tỷ 8 như vậy thì nó không mang lại được gọi là dòng tiền tốt, vì là 7 tỷ ban đầu chúng ta bỏ có thể chúng ta sẽ dùng được nhiều thứ hơn. Trong cái việc là bỏ 7 tỷ để lấy 1 tỷ 8 sau 3 năm thì nó không gọi là hiệu quả. Cái cách thứ ba thì chúng ta dùng mua lại cái bất động sản của dự án trả theo tiến độ. Có như dự án là hỗ trợ chúng ta 2 năm tiền lãi suất đúng không? Thì hiện nay chúng ta chỉ cần bỏ 30% hoặc 10% sau 3 đến 5 tháng hay 2 tháng. Cứ bỏ thêm 20% đến lúc đến 30%. Và cuối cùng thì khi 2 năm sau chúng ta chưa cần chịu tiền lãi thì sau 2 năm cái căn trong dự án đấy chúng ta mua 7 tỷ và đã vào tiền 90% chẳng hạn đi, thì khoảng tầm đấu đẩy là 5 tỷ 4 và phần còn lại chúng ta bán ra sau 2 năm không mất tiền lãi. Vì nếu cái tài sản đấy có thể chúng ta vay được thì chúng ta không mất tiền lãi sau 2 năm mà chúng ta bán lên 7 tỷ hoặc chúng ta bán lên 8 tỷ thì chúng ta đã lời được cái phần đó. Đó là một cái cách để dùng đòn bẩy, là dùng những cái sản phẩm như vậy để dùng đòn bẩy. Nhưng chú ý, nếu dùng đòn bẩy mà chúng ta không có đất thổ cư hoặc không đất mà phàm với dự án thì không bao giờ vay được. Đó là một cái cách dùng đòn bẩy. Mà chú ý, cái cách đó dùng đòn bẩy thứ thứ ba đó là cách đòn bẩy dùng vay của người thân. Rất nhiều người nhà bố mẹ đều là đi gửi tiền ngân hàng, nhưng mà tiền của mình thì lại mình không dám vay, mình không dám đầu tư vì mình ngại cái việc mình đầu tư đấy, là mình vay là mình ngại. Nhưng mình nếu như mình trả tiền lại cho nó sang phẳng thì chúng ta cùng có thể lấy chính cái tiền mà gửi ngân hàng đấy, chúng ta trả tiền lại sang phẳng nha anh em, thì đầu tư nó vẫn hiệu quả. Một cái cách tiếp theo đấy là chúng ta góp vốn lại một số anh em. Mình là người biết tìm nguồn hàng tốt và sau đó rất nhiều anh em góp tiền lại và cùng ăn chia với nhau. Ví dụ là bây giờ bạn tìm được một khu đất là 10 tỷ, bạn không có đồng vốn nào cả. Nhưng khu đất đấy khi bạn mua bạn không được một đồng hoa hồng nào. Bạn là người quyết định cực kỳ giỏi trong cái việc bán hàng, tìm nguồn hàng. Và khi đấy thống nhất với nhau là mua 10 tỷ, không một người có công, một người có của. Thì sau khi bạn, thông thường nếu bạn chưa có uy tín, chưa giỏi thì bạn bán 10 tỷ đấy mà lời 1 tỷ thì người bỏ vốn thông thường sẽ thu về là 800 triệu và người đầu tư giúp gọi là để có công ăn chia thì thường 20% đến 30%. Thì nếu như tỷ lệ bạn lời càng cao thì thông thường phần trăm thì được chia càng cao. Cái đấy là do giữa thống nhất giữa đối tác mà cùng hợp vốn lại với bạn để bạn làm. Đó là những cái cách để bạn dùng đòn bẩy. Còn thời điểm này nên dùng đòn bẩy loài nào, mô hình nào để chúng ta đầu tư tốt nhất thì thời điểm này nên dùng những loài bất động sản mà có hạ tầng, có thể từ quận huyện lên thành phố, lên từ quận huyện lên
những cái khu vực mà có khu công nghiệp, những khu vực có đường, những khu vực có dòng tiền tốt thì bạn hãy cẩn trọng đóng những cái sản phẩm đó. Còn những sản phẩm ở xa mà rẻ mà chưa có người thì nếu bạn dùng đòn bẩy thời điểm này thì không phù hợp. Vì vậy là hãy tránh xa với đòn bẩy nếu như mình chưa đủ kinh nghiệm định giá về tài sản, chưa đủ kinh nghiệm trong việc đầu tư, chưa đủ kinh nghiệm làm sao để tăng tài sản tốt nhất. Thì chú ý trong cái việc có thể nó sẽ đưa bạn ra ngoài vườn để ở, đặc biệt là trong thời điểm bất động sản giá cao như thế này, đặc biệt là trong thời điểm khó tìm cái loại sản phẩm tiềm năng mà mình không có trình độ, không có kiến thức, thì hãy tìm hiểu thật kỳ trước khi chúng ta quyết định vay tiền. Vì sớm hay muộn lạm phát nó cũng sẽ diễn ra, và lúc đấy lãi suất đương nhiên là nó phải tăng, và khi tăng thì bạn phải tính đến cái phương án vay dài hạn, và nếu tăng thì lãi suất tiền đấy bạn lấy đâu ra để bạn trả. Đó là tất cả những cái mà chú ý trong cái việc dùng đòn bẩy để chúng ta đầu tư bất động sản. Còn có nhiều loại dùng đòn bẩy để chúng ta vay sửa bán, vay để cho thuê, tất cả những cái đấy thì nếu mà kể cho hết thì nó phải hết mất tối nay. Đó là những cái mà chỉ sơ bộ những cái trong đầu tư thôi. Cảm ơn bạn, câu hỏi rất là tuyệt vời.